Cuối tháng 12 năm 2019, một loại virus lạ từ chợ hải sản ở Vũ Hán, Trung Quốc đã khiến 6 người tử vong và hơn 300 người nhập viện. Ca mới tại Trung Quốc tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi số người tử vong và nhiễm mới tăng mạnh. Trước tình hình đó, trong cuộc họp báo sáng ngày 31 tháng 1 ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới từ Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Ôi mẹ ơi, ở trường 12 năm nhìn được tổ chức nữa rồi. A few moments later. Surprise. Tôi mới 2 năm miếng tổ chức được thôi. Tôi mới 2 năm miếng tổ chức. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. One eternity later. Cụ thể, Phó Thủ tướng cho biết nếu một tuần nữa không xuất hiện thêm ca nhiễm mới thì Việt Nam mới đến thời hạn công bố hết dịch. What's stopping you? Are you too tired? Or is the thing that's stopping you? Excuses sound best to the person that's making them up. Trời lại tạo ra địa chấn. Nàng cắt lên chơi Mai Sinh. Cung tấn. Mai Sinh. Yeah.
chào cả các em học sinh khóa 27-2020. Thầy rất vui mừng và tự hào khi đồng hành với các em trong suốt 3 năm học vừa qua. Thì một khóa học đã kết thúc. Thầy xin chúc mừng các em. Một khóa học có thể nói là rất là tràn đầy năng lượng với nhiều học sinh giỏi xuất sắc, năng động, sáng tạo và vô cùng nhiệt huyết. Các em đã mang lại nhiều thành công cho trường. Thầy hy vọng rằng và mong luôn tin tưởng các em sẽ tiếp tục thành công để xứng đáng là học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Thầy gửi gắm niềm tin yêu sâu sắc và chúc toàn thể khóa học nói chung và các em học sinh 12 chuyên toán nói riêng sức khỏe, thành công và hẹn gặp lại. Chào các em. Thầy mới gần với các em trong 3 năm phổ thông trung học khóa 2017-2020. Đây là một cái lớp chuyên lý có rất nhiều cái ấn tượng. Nhiều em rất là ngoan, người có năng lực, nhiệt tình. Và thầy xin chúc các em sẽ đạt được cái kết quả tốt trong cái kỳ thi vào đại học sắp tới. Và chúc em thành công trong bước đường trong tương lai. Thì với cái lớp 12 tín, đặc biệt là cái khóa học 2017-2020, thì cả em cũng như tất cả những lớp khác, ban đầu mới vào bỡ ngỡ, nhưng từ những cá thể đến lẻ, cả em đã đoàn kết lại với nhau trong từng lớp và toàn khối. Để rồi, bây giờ cả em như những đàn cá được gặp cơn mưa mùa hạ, hạ vũ, thầy sẽ chúc tất cả các em như những chú cá chép vượt vũ môn và sẽ giành được nhiều thắng lợi trong các kỳ thi sắp tới, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được đứng vào các cái trường đại học mà mình mong muốn. Chúc các em sẽ chiến thắng thành công. Tôi rất là may mắn và hạnh phúc khi chủ nhiệm một khóa 12 văn khá độc đáo và ấn tượng 2017 và 2020. Tôi ấn tượng rất nhiều về các em, nhưng có lẽ tôi thấy ấn tượng nhất ở các em, 33 cô gái xinh đẹp của tôi, đó là một cái sự hiền lành, dễ thương. Và tuy nhiên không phải vì hiền lành mà các em trở nên là đông nhất, mà đằng sau sự hiền lành ấy, mỗi người là một cá tính, một bản thể rất là phong phú, sống động để làm thành một cái khối Rubik hoàn hảo của tôi. Tôi ấn tượng thứ hai nữa là các em rất là chăm. Các em rất là chăm cho nên các em đã có những cú bứt phá rất là ngoan mục vào những cái giai đoạn cuối mà làm cho tôi rất là hài lòng. Tôi ấn tượng nữa là các em rất là đoàn kết và yêu thương nhau, rất là đa tài. Và những cái biệt tài của các em khiến cho chúng tôi phải ngạc nhiên, đôi khi là choáng ngợp trước những cái tấm thiệp, trước những cái bó hoa và trước những cái gói quà. Và tóm lại các em đã dâng hiến cho tôi 3 năm tròn vẹn, yêu thương, tuyệt vời, vi diệu trong cuộc đời giáo, nghề giáo của tôi. Tuy nhiên, đôi khi cũng có một chút dễ ghét, bởi vì thỉnh thoảng cũng có bừa một chút. Nhưng mà không sao, tóm lại với tôi, tất cả các em đều là những trò nhỏ yêu thương. Và với tôi, tất cả các em đều xinh tươi, với tôi, tất cả các em đều ý nghĩa. Và ngôi nhà 12 văn vẫn ở đây, chờ mong các em ngày trở về với những cái thành công và những cái ước mơ đầy hoài bão tốt đẹp của các em. Tôi chúc các em chặng đường phía trước thành công hơn nữa, đạt được nhiều ước mơ của mình hơn nữa. Và tôi chúc các em sẽ tỏa sáng ở những cái chân trời khác, chứ không phải là chỉ ở trong ngôi trường chuyên Võ Nguyên Giáp. Thì đối với cô, đây là một cái khóa học, một cái lớp mà rất là đặc biệt đối với trường. Thứ nhất, đó là lớp đầu tiên của trường chuyên, đông nhất tới 45 em. Các em tập hợp tất cả những khối chuyên vào trong một tập thể. Mặc dù trong những ngày đầu cũng rất là khó khăn để các bạn hòa đồng với nhau vì từng cái khối chuyên một. Thì khi mà tập hợp mỗi người mỗi tính cách, nhưng sau 3 năm đến thời điểm bây giờ thì nó trở thành một cái đoàn kết, một tập thể lớp rất đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau hoàn tập và có những quyết tâm rất là cao. Với những đặc tính đó thì cô mong muốn các em trước mắt là đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới và trong tương lai sẽ luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Học vừa qua thì cô đã gắn bó với các em, không những lớp 12 sử mà một số bạn của một số lớp của lớp 12. Đây là một cái khóa học rất đặc biệt và các em cùng với cô tạo nên những cái kỷ niệm cũng rất là đặc biệt. Cô hy vọng rằng không chỉ đối với lớp 12 sử mà tất cả các bạn của khóa 2017-2020 luôn đạt được những cái ước mơ của các em và chúc các em luôn thành công trong bước đường sắp tới. Chào, thật ái và hẹn gặp lại.
sau 3 năm đồng hành với các con, 31 thành viên của lớp. Bây giờ đến ngày các con chuẩn bị ra trường, thì cô sau 3 năm cô thấy là tất cả các con của cô đã trưởng thành một tập thể. Tất cả các em nữ đẹp gái, có nhiều hot girl của lớp, và các bạn nam thì rất là ngoan, rất là hiền, một tập thể hòa đồng, đoàn kết, vui vẻ. Và từ cái giờ phút chia tay của cả con thì cô sẽ nhớ mãi về 31 con của cô, của 31 thành viên của 12 đìa. Và cô chúc cho tất cả 31 thành viên, 31 người con thân yêu của cô, 12 đìa thi đạt nguyện vọng điểm thật cao và thật cao trong kỳ thi này. Cô xin hết. Các em chẳng mấy khi làm cho cô phải phiền lòng, bởi vì các em luôn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Các em luôn có đủ bản lĩnh, rồi các em luôn tự tin. Và đặc biệt các em rất là yêu thương và quan tâm đến người khác. Cô mong rằng các em luôn vững tin để mà bước tiếp chặng đường phía trước, luôn thành công trong cuộc sống và luôn yêu thương nhau, rồi thành công để mà trở về với tập thể chuyên hóa 17-20. Cô gửi tới các em lời chúc và lời và cái sự kỳ vọng, mong các em luôn cố gắng và thành công trên con đường sắp tới. Thực ra mà nói thì đối với tôi là nhận làm công tác chủ nhiệm lớp 12 anh như là một cái duyên, cái duyên đối với học trò. Và trong 3 năm qua thì cô trò thật sự là một trong những khóa mà tôi có rất rất nhiều kỷ niệm, những cái gian khó và những cái niềm vui, bao nhiêu cái tình cảm, những cái thăng trầm về tình cảm cô trò đã cùng lời chúc của một người mẹ cho cả con. Khi lên đường, các em là những viên ngọc đã được mài dũa. Và tôi chúc cho các em là tiếp tục tỏa sáng và tỏa sáng hơn nữa trên con đường mà các em đã tự chọn. Và nhân đây tôi cũng muốn gửi lời chúc tới các em khóa 27-20, một lời chúc thành công và thành đạt. Với tôi, đây là một cái khóa học hết sức đặc biệt. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho nên là cái việc học của học sinh bị gián đoạn, và nó được nối trở lại sau khi dịch tạm lắng xuống bằng rất nhiều hình thức học, trong đó kể cả học trực tiếp, học trực tuyến và cái ảnh hưởng của cái đợt nắng nóng kéo dài. Nhưng mà thầy và trò của chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của năm học. Cả 343 học sinh của chúng ta đều đạt kết quả cao, và có những em đạt kết quả rất cao trong cả cái kỳ thi học sinh giỏi cả cấp. Với cái nền tảng kiến thức, với cái tình cảm thầy cô đã dành cho các em trong suốt 3 năm dưới mái trường chuyên Võ Nguyên Giáp, thầy hy vọng là các em tiếp tục bay cao, bay xa hơn nữa, và chúc các em vượt qua cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bước chân vào cổng trường đại học, bước chân vào cuộc đời với những niềm tin, quyết tâm và những chiến thắng mới. Xin chào tạm biệt các em. Vì Võ Nguyên Giáp là nhà,